vị khán giả thân mến, hiện tại thì Hồng Phương cùng với đội ngũ truyền thông của Kita Home đang có mặt tại Nam Bình của thành phố Ninh Bình. Và phía sau tôi đây lúc này đây, cách đây khoảng 3 tháng trước thôi, thì đây đã từng là một công trình biệt thự tân cổ điển vô cùng tâm huyết của gia đình nhà anh Mạnh. Tuy nhiên thì ngôi nhà mới của gia đình được xây dựng nằm trong vị trí quy hoạch đường dân sinh mới của nông thôn, cho nên là gia đình đã quyết định xây dựng lại một ngôi nhà mới và tìm đến đội ngũ kiến trúc sư của Kita Home để được tư vấn và hỗ trợ. Và ngôi nhà mới của gia đình sau hơn 2 tháng được xây dựng sẽ trông như thế nào? Ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi tìm hiểu. Ngôi nhà mới của gia đình nằm trong khu dự án đô thị mới với kích thước chiều dài của mặt tiền là hơn 7m và chiều sâu là hơn 20m. Và với một quỹ đất như thế này, gia đình anh chị đã lựa chọn một thiết kế nhà mái Nhật 2 tầng với công năng đầy đủ, bao gồm có một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh chung, 2 gara ô tô, một khoảng sân ướt cùng với 3 phòng ngủ và phòng thờ, đầy đủ để cho một đại gia đình có thể sinh hoạt thoải mái. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời quý vị khán giả sẽ cùng với Kita Home tiếp tục di chuyển vào bên trong để khám phá những bố trí công năng và những thiết kế nội thất của gia đình. Thưa quý vị, di chuyển tới gần hơn khu vực mặt tiền của gia đình, điểm ấn tượng đầu tiên của chúng tôi đó là hệ thống cửa ra vào của gia đình. Tại đây chúng ta có thể thấy đó là ngôn ngữ thiết kế của khu vực cửa này, đó là ngôn ngữ tân cổ điển. Sở dĩ mà anh chị lại lựa chọn một hệ thống cửa vô cùng hoành tráng và bề thế này với một ngôi nhà mái Nhật có phần hiện đại là bởi vì là ngôi nhà cũ của gia đình mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu từ đầu clip thì sẽ được xây dựng theo phong cách tân cổ điển. Và khi anh chị phá bỏ ngôi nhà cũ và xây dựng ngôi nhà mới, anh chị mong muốn là những cái đồ dùng như là cửa ra vào, cửa sổ, bàn ghế cũng như là các kệ tủ sẽ được tận dụng và được mang về ngôi nhà mới. Và đó cũng là bài toán mà anh chị đặt ra dành cho các kiến trúc sư khi nghiên cứu thiết kế một ngôi nhà mới để đảm bảo kích thước từ khu vực cửa, kệ tủ rồi bàn ghế sẽ được phù hợp hơn so với ngôi nhà mới này. Và chất liệu cửa ở đây được gia đình sử dụng đó là cửa gỗ lim. Ngoài lớp cửa chính ra thì chúng ta có thể thấy là phía trong anh chị cũng sử dụng thêm một lớp cửa bằng cửa kính. Sở dĩ mà anh chị thiết kế thêm một lớp cửa kính ở bên trong như thế này thì quý vị khán giả có thể là quan sát ngôi nhà mới này sẽ được xây dựng tiệm cận với trục đường giao thông chính, cho nên anh chị mong muốn là ngôi nhà mới, không gian mới của gia đình được chống ồn cũng như là yên tĩnh, giúp gia đình có thể thoải mái sinh hoạt. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển vào bên trong để khám phá những công năng của tầng 1. Và đây sẽ là không gian phòng khách của gia đình. Thưa quý vị, khu vực phòng khách của gia đình sẽ được thiết kế với diện tích là 34,44m2. Và vị trí trung tâm thì chúng ta có thể quan sát, anh chị đã bố trí một bộ bàn ghế gỗ sofa và chất liệu được sử dụng tại đây đó chính là gỗ óc chó, khiến cho không gian phòng khách của gia đình vô cùng sang trọng. Có thể thấy là thông qua chi tiết này thì chúng ta có thể thấy đó là gia đình anh Mạnh vô cùng tinh tế và đặc biệt đầu tư cho không gian sinh hoạt chung cũng như là không gian đón tiếp khách. Một vài những cái chi tiết trang trí tại khu vực phòng khách này quý vị khán giả có thể là tham khảo. Đầu tiên đó là tại vách tường ở khu vực này, anh chị đã sử dụng những vách nan gỗ cũng như là kết hợp với tấm nhựa giả đá tạo nên một bức tranh vô cùng mãn nhãn cũng như là hiện đại. Bên cạnh đó thì chi tiết trần là phía trên ạ, chúng ta có thể để ý đó là với một ngôi nhà hiện đại đúng không ạ, nhưng anh chị đã lựa chọn một bộ đèn chùm vô cùng tinh tế và vô cùng sang trọng của phong cách tân cổ điển cùng với những phù điêu đắp nổi ở phía trên. Sở dĩ có một bộ đèn chùm pha lê phong cách tân cổ điển được đặt ở phòng khách thì như chị có chia sẻ với chúng tôi đó là từ tất cả những cái đồ nội thất của gia đình tại không gian phòng khách, phòng bếp cũng như là các phòng ngủ và những cái chi tiết đề co trang trí thì đều được anh chị tận dụng từ không gian nhà cũ và chúng ta có thể là bắt gặp rất nhiều. Và đối diện với khu vực bàn uống nước của gia đình sẽ không thể thiếu một kệ tivi và cũng được thiết kế đồng bộ chất liệu đó là gỗ ốc chó cùng với khu vực bàn uống nước. Và tại đây thì chúng ta có thể thấy là anh chị cũng là được bố trí 3 ô cửa sổ với 2 ô cửa sổ một cánh và 1 ô
ô cửa sổ hai cánh để đảm bảo ánh sáng cũng như là không khí được lan tỏa vào bên trong không gian sống của gia đình. Và tại vị trí của các khung cửa sổ thì có thể thấy là anh chị đã đầu tư sử dụng toàn bộ bằng khung cửa gỗ để tạo nên sự bề thế cũng như là đẳng cấp cho công trình. Ngoài ra có thêm một chi tiết nữa mà chúng tôi quên chưa giới thiệu cho quý vị từ đầu clip ạ. Khu vực mặt tiền của gia đình ạ, ngoài hệ thống cửa sổ hai cánh này, khu vực cửa ra vào rộng lớn ra thì tại vị trí này anh chị đã thiết kế thêm một vách kính cũng như là hệ lam để đảm bảo được ánh sáng được lan tỏa nhiều hơn vào không gian phòng khách của gia đình cũng như là để cho các thành viên trong gia đình có thể là thuận tiện quan sát những người thân, người quen có thể là ra vào công trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với không gian phòng bếp của gia đình. Thưa quý vị, khu vực phòng khách cũng như là phòng bếp của gia đình thì được thiết kế nối thông nhau, tạo ra một cảm giác vô cùng thông thoáng và mở. Và vị trí của phòng bếp sẽ được chúng tôi thiết kế với diện tích đó là hơn 30m2. Và tại đây thì anh chị cũng tận dụng những đồ nội thất từ bàn này, kệ tủ từ nhà cũ và cũng được đầu tư sử dụng bằng chất liệu đó là gỗ ốc chó vô cùng hiện đại và sang trọng. Ngoài ra thì có thêm một chi tiết nữa mà quý vị khán giả cũng có thể là tham khảo khi đến với không gian phòng bếp của gia đình ạ. Chúng ta có thể là quan sát khu vực gầm cầu thang ở bên trong này ạ. Gia đình đã triệt tiêu toàn bộ không gian trống để bố trí rất nhiều các kệ tủ, ngăn tủ giúp gia đình có thể là để đồ đạc một cách gọn gàng. Và tại vị trí này thì anh chị cũng đã là thiết kế một khu cửa hở và được bố trí hệ thống đèn LED cảm biến để gia đình có thể là trong tương lai có thể là trang trí đồ lưu niệm cũng như là để những bình rượu quý tiếp khách tới chơi. Chúng ta có thể là tham khảo. Và cùng tiến sâu hơn vào phần bếp thì chúng ta có thể thấy là anh chị cũng bố trí khu vực bếp nấu vô cùng khoa học. Tại vị trí trung tâm sẽ là bồn rửa này, bên cạnh đây thì sẽ là bếp từ này, hệ thống hút mùi vô cùng hiện đại. Ở phía dưới là lò vi sóng, phía bên này thì sẽ là khu vực đựng gạo và tủ lạnh cùng với kệ tủ đựng đồ khô để giúp cho anh chị có thể là thuận tiện hơn trong quá trình mà bếp nước nấu nướng cũng như là giúp cho đồ đạc được gọn gàng tinh tươm. Và chúng ta thì cũng có thể là tham khảo. Bên cạnh đó thì toàn bộ bếp cũng như là bàn như lúc đầu chúng tôi đã giới thiệu thì sẽ là từ nhà cũ của anh chị chuyển sang và được sử dụng toàn bộ 100% đó là gỗ tự nhiên để giúp cho tuổi thọ của những cái đồ dùng trong gia đình được kéo dài hơn. Và di chuyển tới không gian phòng bếp của gia đình ạ, gia đình anh chị có thể di chuyển thông qua khu vực phòng khách hoặc là di chuyển qua một hệ cửa phụ ở phía bên. Và di chuyển đến hệ cửa phụ này thì chúng ta nhận thêm một cái điểm đặc biệt nữa, đó là anh chị đã thiết kế thêm hai thanh song sắt với mong muốn đó là đảm bảo sự an toàn dành cho một ngôi nhà được xây dựng tiệm cận với trục đường giao thông chính. Và chúng ta cũng có thể là tham khảo thêm chi tiết này. Cạnh với phòng bếp của gia đình ạ, chúng ta sẽ tiếp tục đến với khu vực nhà vệ sinh chung tại tầng 1. Và nhà vệ sinh chung của khu vực tầng 1 ạ thì sẽ được thiết kế với diện tích đó là gần 4m2. Và tại không gian này thì anh chị cũng bố trí đầy đủ khu vực lavabo rửa tay này, kệ tủ này, gương soi cũng như là toilet, vòi hoa sen rất phù hợp dành cho gia đình trong quá trình sinh hoạt với những cái thiết kế vô cùng là tinh tế. Chúng ta cũng có thể là tham khảo. Và ngay bên cạnh nhà vệ sinh của gia đình sẽ là khu vực gara ô tô. Bật mí với quý vị đó là với một quỹ đất được phát triển về chiều sâu thì gia đình đã dành ra một khoảng diện tích tương đối rộng để bố trí tới tận hai nhà xe. Bởi vì là anh chị sở hữu hai chiếc xe ô tô cũng như là các bạn nhỏ thì có các phương tiện di chuyển để đi học. Và diện tích của các nhà xe thì dao động từ 17 đến 20m2 và chúng ta thì cũng có thể là tham khảo. Quý vị thân mến, là sau khi khám phá xong không gian tầng 1 của gia đình ạ, có thể thấy là thông qua những cái đồ deco trang trí cũng như là việc bố trí nội thất thì ngôi nhà cũ trước đây mà anh chị xây dựng được đầu tư vô cùng hoành tráng và tỉ mỉ. Ngay bây giờ mời quý vị khán giả sẽ tiếp tục cùng với chúng tôi di chuyển lên khu vực ở tầng 2 để khám phá công năng của 3 phòng ngủ và một phòng thờ. Mời quý vị khán giả. Thưa quý vị, khu vực tầng 2 của gia đình sẽ được bố trí gồm có 3 phòng ngủ với diện tích dao động từ 9,8, 12 và 13m2. Và tại vị trí này thì sẽ là phòng ngủ 1 của anh chị. Ở đây sẽ là phòng ngủ thứ 2 dành cho cô con gái và cuối cùng sẽ là phòng ngủ thứ 3. Trong đó thì phòng ngủ thứ 2 sẽ là phòng ngủ có diện tích nhỏ nhất và cạnh với phòng ngủ thứ 3 thì sẽ là không gian phòng thờ của gia đình.
Thưa quý vị, không gian phòng thờ của gia đình thì cũng được thiết kế với diện tích đó là gần 10m2, và tại đây thì chúng ta có thể quan sát anh chị cũng đã là đặt rất nhiều tâm tư tình cảm của mình vào việc bài trí sắp xếp không gian thờ cúng. Và những cái thiết kế ở đây thì cũng vô cùng tỉ mỉ với những vách gỗ được cắt CNC. Ngoài ra thì tại khu vực cửa sổ cũng như là cửa ra vào thì chúng ta có thể thấy là anh chị sử dụng 100% là gỗ tự nhiên nguyên khối, được chạm trổ những nét hoa văn vô cùng tỉ mỉ và công phu, chúng ta cũng có thể là tham khảo. Thưa quý vị, điểm cộng của thiết kế không gian phòng thờ của gia đình ạ, ngoài đảm bảo yếu tố riêng tư cần thiết thì tại khu vực phía bên này gia đình cũng dành ra một khoảng diện tích tương đối giá trị để thiết kế khoảng ban công, tạo độ thoáng cũng như là không gian để các thành viên trong gia đình có thể là lên đây thư giãn. Và vị trí lan can của ban công tầng 2, chúng ta có thể là quan sát anh chị cũng đã là sử dụng là hệ thống lan can nhôm sắt mỹ thuật vô cùng tinh tế, sẽ giúp cho khu vực mặt tiền của công trình sẽ được trở nên cuốn hút cũng như là bắt mắt hơn. Cùng với đó là cạnh với lối di chuyển cầu thang đi lên ạ, vị trí này sẽ là một hành lang dẫn ra khoảng ban công phía bên của công trình. Cạnh với khu vực hành lang thì sẽ là một nhà vệ sinh chung của tầng 2 với diện tích đó là hơn 4m2. Và quý vị khán giả thì cũng có thể là tham khảo một vài những cái chi tiết bố trí cũng như là lắp đặt các thiết bị tiện ích của gia đình. Và một không gian không thể thiếu được coi là công trình phụ thôi nhưng chiếm một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt của gia đình, đó chính là không gian phòng giặt và phơi đồ. Và với một diện tích xây dựng không quá rộng nhưng anh chị cũng dành ra 12m2 hơn để bố trí khu vực giặt phơi đồ và dây phơi quần áo để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cần thiết dành cho gia đình. Và vị trí này thì anh chị cũng thiết kế thêm một nhà kho để gia đình có thể là đựng đồ đạc một cách gọn gàng, chúng ta cũng có thể là tham khảo. Quý vị khán giả thân mến, vừa rồi là chúng ta đã có dịp đi tham quan một vòng công trình nhà mái Nhật 2 tầng của gia đình nhà anh Mạnh có địa chỉ tại Nam Bình, Ninh Bình. Thưa quý vị, chỉ trong gần hơn 2 tháng thiết kế, thi công và hoàn thiện, gia đình đã có được một ngôi nhà mới như đúng mong đợi. Và nếu như quý vị yêu thích mẫu công trình nhà ở của gia đình và mong muốn được Kito Home tư vấn và thiết kế, quý vị chỉ cần nhấc điện thoại của mình lên và liên hệ với chúng tôi thông qua những số hotline đang được hiển thị ngay trên màn hình hoặc để lại comment của mình ở phía dưới để được đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ sớm nhất. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.